Chào quý thính giả của chương trình Đất Việt TV. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, Việt Nam Cộng Hòa bị mất, người miền Nam Việt Nam sống được tự do và hưởng được nền văn minh của chế độ tư bản Việt Nam Cộng Hòa trong vòng 20 năm. Sau khi mất nước, khiến hàng triệu người miền Nam Việt Nam phải bỏ nước ra đi tìm tự do. Gần 30 năm, người Việt vượt biển không phải ai cũng đến được bến bờ tự do. Có người phải bỏ mình trên biển cả vì bão tố, vì hải tặc hãm hiếp và cưỡng bức. Và có nhiều thuyền cập bến các nước thì bị đuổi ra lại Biển Đông. Điển hình vào thời điểm năm 1978, khi loài người nhắm mắt làm ngơ trước cảnh thuyền nhân Việt Nam bỏ nước ra đi, khiến nhiều thuyền đến được bến bờ tự do cũng phải chìm xuống lòng đại dương. Đó là nỗi đau của dân tộc Việt Nam. Rồi thậm chí hàng trăm ngàn người được họ nhận vào trại tị nạn ở năm 7 năm, rồi đến năm 1996 cũng bị cưỡng bức về với chế độ cộng sản, nơi mà họ đã từng chạy trốn trước đây. Kính thưa quý thính giả, dưới đây là câu chuyện huyền bí giữa Biển Đông khi người tị nạn cộng sản vượt biên gặp hải tặc. Đó là một câu chuyện thuyền nhân tị nạn gặp hải tặc và cá hồng giữa đại dương. Mời quý thính giả lắng nghe phần 2. Má Hồng không nghĩ là mình đi tị nạn chính trị. Bà chỉ nghĩ đơn giản rằng ở đất này mình sống không được thì mình đi đất khác. Nghe nói ra biển gặp tàu ngoại quốc thì mình được họ vớt lên và mang về xứ họ liền. Mẹ con bà đói quá, vậy bà phải đi. Cũng như hai cậu con trai kia không muốn đi lính Campuchia thì cũng phải đi. Sau mấy ngày suy nghĩ, má Hồng quyết định đi theo bác Bảy. Ba mẹ con sắp đặt về quê theo bác. Hồng không có gì đem theo cả. Cái áo hồng mặc trên người là cái áo đẹp nhất của em. Chiếc quần xa lăn trắng của em cũng đã mòn gấu và một đôi giày cao su. Trên hai bàn chân nhỏ, đoàn người chia làm hai nhóm đi suốt đêm trong rừng rậm. Trẻ con được cho uống thuốc ngủ để khỏi khóc. Trốn chạy gần tới hai ngày đêm, họ mới tới được chỗ giấu ghe. Ghe vừa mới ra đi đã thấy bóng dáng bốn chiếc thuyền đánh cá quốc doanh, nên phải quay trở lại trốn tránh. Đêm sau, ghe ra bình yên, đến sáng mai thì tới hải phận quốc tế. Tưởng rằng tới đây là thoát, ai ngờ ra tới đây mới là bắt đầu đi vào cuộc mạo hiểm. Ghe chạy được một ngày thì hỏng máy, bác Bảy loay hoay mãi mà không chữa được. Ghe bắt đầu dình dàng trôi nổi trên biển cả, không có cách gì để điều khiển được. Ai nấy đều cầu nguyện cho một chiếc tàu ngoại quốc đi ngang qua để mọi người được vớt lên. Nhưng suốt 4-5 ngày trôi dạt, ghe không gặp một chiếc tàu hay một chiếc ghe nào khác. Không ai biết được tới hiện giờ ghe đang trôi nổi ở một vị trí nào ở vịnh Simla. Kể tới đây, Hồng nhìn Đào và hỏi: ghe chị có gặp tàu ngoại quốc nào không hả chị? Đào gật đầu: có. Ghe chỉ có gặp một tàu Nga, hai tàu Panama, một tàu Úc, một tàu Singapore và một tàu Hoa Kỳ. Thấy ghe chỉ chiếc nào cũng lạng ngơ, đi thẳng. Chị không biết tại sao họ tàn nhẫn như thế. Má chị thường nói cứu một mạng người thì có nhiều phước lắm. Phước nhiều hay không thì chưa biết, nhưng chị chắc chắn là niềm vui khi cứu được một người lâm nạn phải là một niềm vui lớn. Những chiếc tàu kia coi mạng sống của đồng loại không bằng mạng sống của một con kiến thật là nhục nhã. Vậy mà cứ tưởng loài người là văn minh. Trước đây cũng có nhiều chiếc từng vớt người chị ạ. Nhưng một khi cứu người lên rồi thì không có bến nào chịu đón nhận người tị nạn, dù là tạm thời. Không có nước nào muốn chấp nhận người tị nạn. Các trại tị nạn ở Mã Lai, Nam Dương và Thái Lan mà có được là do sự can thiệp của phủ cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc. Bất đắc dĩ các nước đó mới phải chấp nhận cho người tị nạn lên bờ. Họ âm thầm ra lệnh cho cảnh sát
Mỗi khi cô gái tị nạn tới thì đẩy lui ra hải phận quốc tế. Vì vậy, có rất nhiều gái tị nạn đi vòng lang thang ngoài biển và cuối cùng bị sóng dẫn chìm. Đào mở to đôi mắt. Sao mà em biết được những chuyện đó hả Hồng? Em đọc những điều đó ở sách báo nào mà biết thế? Hai mắt cô bé đượm buồn. Em biết vì em biết thôi chị ạ. Em không có đọc sách báo nào cả. Tân Gia Ba là một trong những xứ tàn nhẫn nhất. Có những ghe ghé lén vào được bờ và người trên ghe nhẫn chìm thuyền để khỏi bị đuổi ra biển trở lại. Họ liền bị bắt nhốt và không ai biết họ bị giam ở nơi nào. Nếu nhà báo biết được, hoặc một tòa đại sứ hay được, hoặc có vị đại diện Liên Hợp Quốc nghe tin, thì đó là một diễm phúc cho người bị bắt. Chính quyền Tân Gia Ba sẽ không thủ tiêu họ. Và dần dà họ cũng có một tòa đại sứ phương Tây bảo lãnh để đem đi sang nước họ. Còn những người không ai biết đến thì có thể nằm mãi trong lao hay chờ cho đến chết. Nhiều thuyền tị nạn ghé Mã Lai bị cảnh sát Mã Lai bắn dọa để đuổi và có khi bắn thật vào thuyền làm thiệt mạng hoặc bị thương nhiều người. Số thuyền bị đuổi ra và chìm ngoài hải phận quốc tế không thể nào đếm được chị ạ. À. Có một lần em trông thấy hai chiếc ghe tị nạn ghé vào bờ Mã Lai khoảng 15 cây số về phía nam thành phố Mersin. Một chiếc tàu 62 người và một chiếc 54 người, cả thảy là 116 người. Trong số đó có 2/3 là trẻ em. Tất cả đứng trên bãi cát run rẩy xin vào tị nạn, nhưng cảnh sát Mã Lai không có quyền cho phép họ buộc dân tị nạn phải leo lên thuyền để đuổi ra khỏi hải phận quốc tế. Mọi người than khóc cầu khẩn nhưng vô hiệu. Có người nói rằng hai chiếc ghe đã bị hư hỏng, không thể nào ra biển lại được. Sau khi xem xét ghe, cảnh sát đi tìm thợ mộc trong một ngôi làng gần đấy để trám lại thuyền. 4 giờ đồng hồ sau, mọi người bị đuổi lên ghe trở ra hải phận quốc tế. Liền khi ghe ra tới khỏi vùng nước Mã Lai, sóng biển dẫn chìm chiếc ghe chở 62 người. Mọi người trên ghe thứ hai đều chứng kiến cảnh tượng hùng hải đó. Thật chứ có cảnh thất vọng nào lớn lao hơn nữa. Người chỉ huy ghe thứ hai nhất định cho ghe cập bến trở lại dù bị tù hay bị bắn. Khi tới bến, họ phá hủy chiếc ghe và ngồi lì trên bãi. Cảnh sát không biết phải làm gì hơn mới đem họ vào tạm trú trong một cái nhà kho mục nát gần đó. Dân làng tự động đem tới cho họ cơm và thức ăn. Trẻ con và phụ nữ than khóc như ri. Đàn ông thì im lặng, người nào người nấy chỉ nhìn vào khoảng không, chẳng nói năng gì mà cũng không ăn uống gì. Trong suốt 62 người của chiếc ghe bị chìm, chỉ có 2 người đàn ông sống sót. Họ đã bơi lội mấy tiếng đồng hồ và đã được một ghe đánh cá Mã Lai vớt. Nhưng khi lên bờ, họ bị đem đi đâu biệt tích. Cảnh sát dọa 54 người kia không được kể chuyện chiếc ghe chìm cho bất cứ ai. Nếu không thì họ sẽ bị bỏ lên một chiếc ghe cũ và đuổi ra hải phận quốc tế trở lại. Số phận của hai người kia về sau không rõ. Có thể họ đã bị thủ tiêu để cho câu chuyện kia được dự kiến đối với báo chí quốc tế. Nhưng những cảnh tượng thương tâm như vậy xảy ra luôn luôn chị ạ. Không tuần lễ nào mà không có. Hồng nói tự nhiên như Hồng kể lại chính những chuyện mắt thấy tai nghe của mình, chứ không phải là lặp lại những điều mà nghe từ người khác nói. Nét mặt Hồng vừa trang nghiêm vừa đượm buồn. Không biết tại vì đâu mà Đào lại tin chắc rằng những điều Hồng nói là có thật, dù cô rất ngạc nhiên. Không hiểu sao cô bé ngồi trước mặt lại có thể biết, có thể thấy và nghe được nhiều điều như thế. Nhưng cái ngạc nhiên của cô không lớn bằng nỗi khổ đau đang dâng lên trong tâm hồn cô. Cô tưởng rằng những khổ nhục mà cô chịu đựng vì máy hư, vì đói khát, vì bọn cướp biển là những khổ nhục cùng cực rồi. Bây giờ cô mới thấy thảm trạng của những đồng bào cô. Bao nhiêu người đã chết dưới biển sâu, cô không dám nghĩ tới. Cô chỉ biết là nhiều lắm, nhiều lắm. Đất nước mình
mà mình không được ở, đem thân tới nước ngoài cho họ bắn giết, xua đuổi, hãm hiếp, cướp bóc, và cuối cùng cũng chết dưới biển sâu. Hai hàng nước mắt lại tuôn ra, cô gục đầu khóc. Nắng đã tắt, gió chiều đã chuyển lạnh. Hồng đứng dậy: em đi lấy bánh và nước suối cho Đào. Đêm đã khuya mà Đào còn trăn trở mãi. Cô nghĩ tới chiếc ghe của Đạt, không biết giờ này trôi dạt phương trời nào. Trên ghe không còn thực phẩm, không còn nước uống, và mọi người đều đã kiệt lực. Dù ghe được tới bến Mã Lai, có được đưa vào một trại tị nạn hay không, hay là cảnh sát lại kéo ghe ra để cho ghe chết chìm như những ghe khác. Đạt đã chết thì cô không còn thiết sống nữa. Hồng đã nói rằng mình không có được ích kỷ khi nghĩ đến cái chết của mình. Mình phải sống cho mẹ và cho các em. Đào nói thầm: thưa mẹ, con sẽ sống. Con sẽ sống vì mẹ, vì các em con. Đào nằm khóc. Nhưng Hồng đã tỉnh giấc trẻ thơ. Em nghe tiếng Đào khóc và dọn dậy vỗ về Đào. Như đọc được niềm tin đau khổ của Đào, em nói: đã có những ghe ghé vào đúng bờ của trại tị nạn và được chấp nhận. Chị đừng có buồn quá. Anh Đạt và những người đồng hành tuy hết lương thực nhưng còn cầm cự được ít ra cũng vài hôm nữa. Nếu gặp được một ghe đánh cá nhân từ thì thế nào, ghe của anh cũng được đưa vào bến bờ an ổn. Nhưng ít khi mình được gặp may như thế lắm. Em Hồng, chị sợ. Chị đừng sợ. Chị đã bị một tên hải tặc hất xuống biển rồi mà, có sao đâu. Có nhiều chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Mấy tháng trước đây có 7 người thanh niên, 4 trai, 3 gái, đi trên cùng một chiếc ghe nhỏ không có máy đẩy. Họ chỉ dùng chèo bơi tay mà cũng tới bến Thái Lan và được chấp nhận vào trại Songkhla. Có một gia đình hai con, một đứa 4 tuổi, một đứa 2 tuổi, trốn đi trên một chiếc ghe nhỏ chiều dài 7 thước, chiều ngang 1 thước sâu. Nhưng khi ra khỏi vùng biển rạch giá thì ghe bị bắn theo và người chồng trúng đạn giữa ngực. Ghe của họ lấy hết tốc lực chạy ra khỏi tầm súng, nhưng người cha chết trên ghe 2 ngày sau đó. Bà mẹ với 2 đứa con thơ đã cầm cự một mình với biển cả suốt 7 ngày 7 đêm và cuối cùng cũng tấp vào được bờ biển Thái Lan. Có nhiều chiếc ghe đang chìm thì có tàu hoặc ghe đánh cá đi ngang cứu kịp. Vũ trụ này có đầy chuyện kỳ lạ lùng mà ta chưa từng thấy từng nghe. Thưa chị, thế giới của chúng mình quanh quẩn chỉ có gia đình, trường học, chợ búa, hàng quà, rạp cine và xã hội mua bán. Chúng ta tưởng rằng giác quan của chúng ta là những cửa sổ mở ra ngoài vũ trụ, và những điều chúng ta nghe thấy và sờ mó được chính là hình ảnh trung thực và toàn vẹn của vũ trụ bên ngoài. Khoa học đã hé cho ta thấy một ít sự thật về cái vũ trụ thật ngoài ta. Ánh sáng, âm thanh và nhiệt độ mà tiếp nhận không phải đích thực là ánh sáng, âm thanh và nhiệt độ trong vũ trụ. Tất cả mắt ta chẳng hạn chỉ tiếp nhận những tia sáng mà ba trường chỉ là từ 400 đến 800 phần triệu của một ly. Nhưng trong vũ trụ có rất nhiều quang ba mà ba trường dài hơn hoặc ngắn hơn. Vì vậy, giác quan ta không tiếp nhận được. Nếu ba trường chỉ dài khoảng 400 phần triệu của ly thì ta thấy màu tím. Nếu ba trường dài tới 800 phần triệu của ly thì ta thấy màu đỏ. Như vậy, màu đỏ và màu tím cũng như các màu khác chỉ là chiều dài của những ba trường và màu sắc. Tự chúng không có bản thể. Một bông hoa màu đỏ không phải là vì bông hoa ấy có màu đỏ, mà vì khi tiếp nhận ánh sáng tự nhiên, bông hoa ấy thu hút tất cả những quang ba có ba trường ngắn và bị phản chiếu lại. Trong mắt ta, những quang ba có ba trường dài. Chỉ học vật lý chắc chị biết những điều đó rồi. Em nhắc chị là để chị nhớ rằng những chuyện kỳ bí lạ lùng trong vũ trụ không phải đi tìm đâu xa, nó ở ngay trong cuộc sống hàng ngày. Nếu khi mình phải nghi ngờ cái thấy và cái nghe của mình, bởi vì cái thấy và cái nghe của mình có thể sai lạc chị ạ. Chị có nhớ hồi chiều khi chị em mình nhìn cái mặt trời đỏ chói đang từ từ lặn xuống biển hay không? Lúc đó ta tưởng như là ta đang trông thấy mặt trời của hiện tại.
Kỳ thực mặt trời mà ta trông thấy đó chỉ là một mặt trời của quá khứ, trong khi mặt trời hiện tại đã lặn xuống biển trước đó 8 phút rồi chị ạ. À, ta có thể nói là ta chẳng bao giờ thấy được mặt trời của hiện tại, và ánh sáng sưởi ấm cho chúng ta hàng ngày là ánh sáng của mặt trời quá khứ, chị thấy không? Vì vậy cho nên ta phải tỉnh táo, đừng để cho những điều ta thấy, nghe và nghĩ che lấp cái vũ trụ màu nhiệm bên ngoài. Ở Sài Gòn, có khi nào chị nghĩ tới rằng một ngày kia chị sẽ nằm ngủ gối đầu lên một cái rễ cây nơi chốn đảo hoang cách biệt này không? Có bao giờ chị nghĩ đến những cảnh tượng hải hùng trên biển không? Vậy mà những điều đó đã xảy ra với chị hôm nay. Cũng may mà ngoài cảnh tượng đau nát lòng kia, vũ trụ còn dành cho ta những hiện tượng màu nhiệm khác. Chỉ đừng lo lắng và sầu khổ quá mà mất đi phần sáng suốt của tâm não. Hãy giữ gìn tâm hồn chỉ bình thản mà tiếp nhận những điều màu nhiệm ấy thôi. Đêm đã khuya, chỉ cần phải ngủ. Ngày mai em sẽ kể tiếp cho chị nghe chuyện của em như đã hứa. Bây giờ để em đọc tâm kinh Bát Nhã cho chị nghe, và em chúc chị yên giấc. Hồng lại lấy giọng của bà ngoại mà đọc tâm kinh Bát Nhã. Bồ Tát Quán Tự Tại đi sâu vào khép quán Bát Nhã, thấy được năm uẩn là không, vượt được tất cả mọi khổ đau là ách nạn. Này người con của xá lợi, sắc tức là không, không tức là sắc, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, thọ tưởng hành thức cũng đều như vậy. Lời kinh em dịu như mưa rơi nhẹ trên cỏ cây hoa lá, đào nằm yên để cho lời kinh tác động trên tim trên óc mình. Cô mơ thấy một dòng nước mắt chảy trong một cánh đồng và lấm tấm các bông hoa vàng tím. Ngày thứ ba trên đảo vắng, sáng thức dậy đào thấy vắng hồng. Cô bé này ưa đi chơi thật sớm, đào suy nghĩ có xuống suối vóc nước rửa mặt, lấy bộ áo bà ba màu tím ra thay, giặt bộ đồ cũ và đem phơi. Đợi mãi mà chưa thấy Hồng về, cô liền lấy hai chiếc bánh lạt ra ăn, rồi vắt nước suối uống. Cô lại ngược dòng suối đi lên đảo, mong tìm gặp Hồng. Đi ngang qua cây ổi hôm trước, cô dừng lại hái thêm một trái ổi non và đứng ăn, dù trái ổi chát đắng khiến cô giăng mặt. Chợt thấy mấy cây rau tàu bay mọc gần đấy, cô lại gần ngắt đọt, định đem rửa để ăn xong cho đỡ sốt ruột. Đi một lát nữa, cô lại tìm thấy mấy cây rau xam và rau dền. Cô hái mỗi thứ một nắm rồi trở về nơi hốc đá. Hồng vẫn chưa về. Cô trèo lên tảng đá cao nhất và quan sát mặt biển. Biển bao la quá, cô không thấy bóng một chiếc ghe nào cả. Cô lấy làm lạ, không biết Hồng đi đâu mà sáng nào cũng biệt tích. Cô lại bắt tay lên miệng làm loa để gọi Hồng. Cô gọi hết hơi mà không thấy Hồng trả lời. Thất vọng, cô ngồi phịch trên tảng đá. Nhưng cô nhận thấy rằng cô không còn sợ tiếng vang của âm thanh cô vọng lại như ngày hôm qua. Mặt trời lên tới đỉnh đầu mà Hồng đi chơi vẫn chưa về. Cô rất muốn đi tìm Hồng nhưng lại sợ lạc. Hồng đã lạc đường chăng? Không có lẽ cô bé này khôn hơn mình nhiều, nó không thể lạc đường trong hoang đảo. Đào nhớ lại những điều Hồng nói và càng lúc càng ngạc nhiên của cô càng trở nên to lớn. Con bé sao mà thông minh một cách lạ lùng, mình nghĩ gì trong đầu nó cũng biết. Có khi nó nói chuyện như một ông thầy giảng bài, có khi nó an ủi như một bà mẹ an ủi con. Hình như không có gì xảy ra trên mặt biển mà nó không biết. Nó kể chuyện như là nó chứng kiến tất cả những điều nó nói. Lạ hơn nữa là Đào thấy mình rất tin những điều nó nói. Đã còn sống thì Đào sẵn sàng tin ngay là đã còn sống. Mà Đào có phải là đứa con nít mà ai nói gì cũng tin cả đâu? Có lẽ Hồng là một đứa bé đặc biệt, một loại thần đồng. Đào nghĩ lát nữa nó về mình sẽ hỏi nó học trường nào và tại sao nó biết được nhiều chuyện như thế, kể cả những chuyện xảy ra ở bờ biển Mã Lai. Nhưng Đào đợi mãi mà vẫn không thấy Hồng về. Vào khoảng 2 giờ trưa hôm đó, mây đen lại kéo tới và trời nổi cơn giông.
mưa lớn. Khúc khắc gì ngày hôm qua đào núp dưới hốc đá một mình. Nghĩ đến hồng giờ này ước như chuột lột ở một nơi nào đó trên đảo hoang. Cô lo sợ cho hồng quá, trời cứ mưa gió như thế. Cho đến khoảng xế chiều mới tận, khi trời đã ngả màu tím và cái lo sợ của đào đã lên tới chỗ cùng cực thì hồng về. Hồng từ dưới bãi cát đi lên, tóc và áo của em không dính một hạt mưa. Mừng quá đào la lên, chạy tới ôm chầm lấy hồng. Hồng để cho đào ôm như thế một lúc rồi mới từ từ gỡ khỏi tay đào. Em nói, có tin mừng chị ơi, ghe anh Đạt đã được vào bờ. Sao? Em nói sao? Ghe anh Đạt vào bờ hả? Đào hấp tấp hỏi, không kịp nghĩ tại sao mà Hồng có thể biết được một cái tin như vậy. Ghe anh Đạt được một cái ghe đánh cá Mã Lai kéo vào gần Cù Lao Bi Đông. Bây giờ cả ghe đã được lên bờ và đã được chấp nhận vào trại tị nạn ở Cù Lao đó. Chị thấy không? Em đã nói là mình không nên thất vọng. Đào rối rít, thật hả em? Như vậy thì chị mừng quá, chắc chị sống được rồi. Còn anh Đạt, anh ấy có bị thương tích không? Vết thương có nguy hiểm đến tính mạng không? Hồng lắc đầu, anh Đạt không sao hết. Anh đã được một người bác sĩ cũng là nhân tị nạn trong trại khám bệnh, anh không bị nội thương. Người ta đã giả gần lấy nước để bôi những vết bầm trên người của anh. Hiện anh chỉ khổ đau vì nghĩ rằng chị đã chết chìm dưới biển. Tội nghiệp cho anh Đạt ghê quá, làm sao mà anh biết rằng là chị còn sống ở đây hả Hồng? Không có cách gì hết thưa chị. Chỉ khi nào chị qua được bên kia thì chị mới có thể viết thư cho anh ấy mà thôi. Nhưng chị chưa qua được, chúng ta còn phải chờ mà không biết phải chờ bao lâu. Chị sợ chị chết trên đảo này mà chẳng bao giờ gặp lại anh ấy nữa. Đó, chị lại để cho sự thất vọng xâm chiếm rồi. Mới nhận một tin vui lớn như thế, sao chị lại có một cách nhìn bi đát như vậy? Chị tệ quá, chị xin lỗi em. Chị nghe lời em và hy vọng được rời khỏi đảo này sớm. Nhưng này em, làm sao mà em biết được tin đó? Em đi đâu từ sáng đến giờ khiến chị phải lo lắng cả ngày, đứng không yên mà ngồi cũng không yên. Hồng lẳng lặng cầm tay đào và đưa đào lên ngồi trên một tảng đá. Em nói, hôm qua em có hứa với chị là hôm nay em sẽ kể hết chuyện em cho chị nghe. Chuyện nào cũng có buồn vui. Mấy hôm nay chắc chị thắc mắc không hiểu tại sao em còn nhỏ mà biết nhiều chuyện, kể cả những chuyện xảy ra ở bên kia đại dương. Chị lắng nghe em thì chị sẽ hiểu hết. Nhưng hôm qua em đã thưa với chị có những điều kỳ lạ mà chưa thấy, chưa hiểu. Ta không nên cho là quái đản. Cũng như hôm qua em nói, cái bông hồng không phải tại nó màu hồng, mà tại vì nó hút hết các tia sáng khác và phản chiếu những tia sáng có ba trường dài nhất mà mắt ta có thể thu nhận được. Em là bé hồng của chị. Năm nay em 11 tuổi, nhưng em cũng là một con cá đó chị à. Chị là giật mình rồi, chị cười lên em xem nào. Được rồi, có thế em mới kể tiếp chuyện cho chị nghe. Rồi Hồng tiếp tục câu chuyện hôm qua. Khi ghe của em ra tới hải phận quốc tế, ghe chạy được một vài ngày rất ngon trớn. Nhưng tới ngày thứ hai thì ghe hỏng máy, mắc bấy nhiêu loay hoay mãi mà không chữa được. Ghe bệnh bầm trôi dạt từ đó. Trong 4-5 ngày linh đinh, ghe không gặp một chiếc tàu nào hay một ghe chài lưới nào. Đến hôm sau, biển động mạnh, mưa gió xối xả, chiếc ghe không điều khiển, bị sóng đưa lên đưa xuống. Nhiều lần muốn lật, mọi người trên ghe đồng ý quăng xuống biển tất cả hành lý, hy vọng ghe nhẹ sẽ không chìm. Họ đương đầu với sóng gió suốt ngày và suốt đêm. Và may mắn là chiếc ghe đã không lật. Lúc tờ mờ sáng thì cơn bão chấm dứt, mọi người đuối sức, không còn ai cử động được nữa. Ai cũng đói lạ, cả nước uống và thực phẩm đã bị liệm xuống biển từ ngày hôm qua rồi. Nắng lên, trong ghe nóng như một hầm lửa, ai cũng khát đến khô cháy cổ mà không có nước uống. Khi đêm xuống thì trời lại lạnh. Cứ như thế mà ghe của Hồng trôi dạt ngày này sang ngày nọ. Em bé của Hồng, thằng Bích, lên cơn sốt
không có thuốc men, không có nước uống, bệnh tình của Bích càng lúc càng nặng. Ngày hôm sau, nó chết. Má Hồng ôm xác nó trong tay, không chịu buông ra và muốn khóc, nhưng không còn nước mắt. Khe của Hồng bị thủng lỗ, nước cứ ngấm vào. Những người đàn ông thay nhau tắt nước cho đến khi ai cũng mệt lạ, không còn cử động được. Một mình bác Bảy cầm chiếc lon tiếp tục múc nước đổ ra ngoài. Bác Bảy bảo Hồng đi tiểu thì giữ lấy nước tiểu mà uống. Hình như những người khác cũng làm như vậy. Qua ngày hôm sau, bác Bảy bảo má Hồng phải làm lễ thủy táng Bích. Bà không chịu, nhưng xác Bích đã hôi lắm, nên chiều hôm đó bà đành nghe lời bác Bảy. Mọi người đọc tâm kinh Bát Nhã, Hồng cũng đọc tâm kinh Bát Nhã, rồi bác Bảy sướng Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật cho mọi người niệm. Trong khi tiếng niệm Phật tiếp tục điều điều, bác Bảy nhẹ nhẹ gỡ tay má Hồng và ôm nâng xác thằng Bích trong hai tay bác. Bác cúi xuống hạ thằng Bích trên mặt nước và buông hai tay. Xác của Bích chìm nhanh xuống biển. Má của Hồng khóc thét lên. Bác Bảy và mọi người cất cao tiếng niệm Phật cho lấn át tiếng khóc của bà. Tiếng niệm Phật chấm dứt thì má Hồng ngã quỵ vào lòng thuyền. Chiều hôm đó, một chiếc ghe cướp biển trở tới. Mọi người ngẩng lên chưa kịp phản ứng thì một chiếc móc sắt đã liền vào ghe và lập tức bị thuyền bọn cướp kéo sát lại gần. Tất cả có khoảng 12 tên cướp biển. Chúng không có súng, chỉ cầm trong tay dao nhỏ và xà beng gậy gộc. Không ai dám kháng cự chúng, mà cũng không ai còn sức để kháng cự. Chúng vơ vét được một ít vàng bạc và tư trang. Thấy ai mặc chiếc áo nào lành lặn là chúng bảo cởi áo ra đưa cho chúng. Một tên tới gần má của Hồng, định kiểm soát xem là bà có đeo dây chuyền giấu dưới áo không. Hồng đứng cách đó ba thước, em la lên, đừng đóng vào má tôi. Nhưng tên cướp biển không nghe lời em, hắn nắm lấy áo của má Hồng để xé toạc ra và tìm sợi dây chuyền. Hồng nhảy tới, dùng hết sức bình sinh kéo chân tên cướp để cho nó mất thăng bằng ngã xuống. Nhưng em yếu lắm, hắn không ngã. Hắn đưa chân gạt một cái, Hồng lăn tõm xuống biển. Má của Hồng kêu thét lên như người điên dại, không biết phép lạ nào. Hoặc có thể vì Hồng rơi xuống biển nhằm một giờ linh thiêng nào mà Hồng không ngộp thở. Hồng lội như một con cá quanh trên chiếc ghe bị cướp. Bọn cướp sau khi vơ vét hết mọi thứ trên ghe đã dùng thuyền của chúng va đập vào ghe, khiến ghe phải vỡ nát và nước ùa vào. Những người trên ghe yếu quá không thể phản ứng được, chỉ biết khét lên để cho ghe từ từ chìm xuống biển. Trong khi bọn cướp giật máy chạy đi với tất cả tốc lực, Hồng biến thành một con cá bề dài gần một thước, bề ngang chừng 2,5 tấc. Con cá không đủ trí tuệ và bình tĩnh nên không kịp nghĩ rằng mình có thể cứu được một trong những người lâm nạn bằng cách đỡ người ấy ngoi lên mặt nước. Khi ý định đó nảy sinh thì nó cũng không tìm thấy mẹ ngoi lên và nhảy khỏi mặt nước để nhìn. Nó cũng chỉ nhìn thấy có mặt biển trầm ngâm. Nó quanh quẩn ngày đêm suốt một tuần lễ tại vị trí của chiếc ghe chìm, nhưng vẫn không có tâm hơi mẹ nó. Mẹ nó bị cá mập ăn thịt rồi chăng? Hay là mẹ nó cũng biến thành một con cá như nó? Nếu mẹ nó thành cá, tại sao không lội đi tìm nó? Mẹ tìm con và con tìm mẹ, thế nào cũng có ngày gặp nhau. Hồng quyết đi khắp vịnh Thái Lan để tìm mẹ. Ngày nào nó cũng bơi lội khắp nơi, và đến những đêm trăng tròn, nó trở lại vị trí xưa, nơi chiếc ghe của mẹ nó bị chìm, hy vọng gặp lại mẹ. Hơn một năm trời trôi qua, ngày nào Hồng cũng đi tìm mẹ. Vì lội khắp vịnh Thái Lan cho nên nó gặp rất nhiều ghe thuyền của dân tị nạn đã khôn rồi. Cho nên mỗi khi có ghe chìm, nó cố gắng cứu cho được một người. Thường thường nó cứu là một đứa bé. Nó đưa lưng và đỡ nạn nhân lên để cho người này thở, và nó tìm cách đưa nạn nhân dạt vào một bãi cát. Nếu ghe tị nạn bị chìm không xa bờ thì quá là công việc cứu trợ của nó không đến nỗi nặng nhọc khó khăn. Nhưng nếu ghe chìm giữa biển bao la thì có thể nó thất bại.
Như vậy, nó thường quanh quẩn ở những vùng dọc theo bờ biển Thái Lan, Mã Lai và Nam Dương để có thể có cơ hội cứu người dễ hơn. Có lần, nó bơi tới ghe của một dân tị nạn để chỉ đường cho ghe khỏi va vào đá ngầm hoặc đi đúng vào những bến bờ không có cảnh sát. Có những người tị nạn nhận ra nó là một con cá linh thiêng nên cho ghe chạy theo nó. Có những người thấy nó thì nghĩ tới chuyện lấy dao đâm vào nó để đem lên ghe nấu ăn cho đỡ đói. Thấy người ta đem lao ra, hòng lại lặn sâu xuống biển và ghe tị nạn đó mất một kẻ hướng đạo khôn ngoan. Tuy vậy, nó không hề giận những người có mưu toan giết nó. Họ đói quá nên họ làm như vậy. Và một đêm trăng tròn tháng tư, nó cứu được một cậu bé 14 tuổi và đẩy cậu vào một bãi cát gần thị trấn ở Kotaburi. Sợ đến khuya nước lại dâng lên kéo cậu bé trở ra biển. Nó nhồi người lên cát đẩy cậu bé lên cao. Nhưng lạ thay, nó leo lên cạn thì nó thấy nó lấy lại hình người. Trong chiếc áo hồng, cái quần sa tanh trắng, mòn gấu và đôi giày cao su quen thuộc, nó mừng quá. Nó nhảy múa trên bãi cát dưới ánh trăng rằm tháng tư. Đêm đó là đêm Phật đản. Nó tự kêu má ơi và nó kêu được má ơi, đúng là tiếng người. Nó kêu bích ơi và nó kêu được bích ơi. Nó thử đọc tâm kinh Bát Nhã theo giọng bà ngoại nó và nó đã đọc được. Nó biết tuy nó là một con cá nhưng nó cũng là một em bé. Nó rơi xuống biển năm ngoái, lúc đó 10 tuổi, bây giờ nó là một cô bé 11 tuổi. Hồng ôm sát cậu bé lớn hơn mình tới 3 tuổi mà mang đặt trên bờ cao, nơi nước biển không lên tới được. Nó biết nó đang đi trên bờ biển Mã Lai, nó biết là nó đã sang được bờ bên kia mà không cần đến ghe thuyền. Nó có thể ở lại trên bờ bên kia, nhưng mà nó không muốn. Nó muốn trở về biển để tìm mẹ, để dắt lối cho mẹ, cho ghe tị nạn, để cứu ít nhất là một em bé. Mỗi khi có ghe chìm, cậu bé thiêm thiếp bất tỉnh, nhưng ngực cậu phập phồng, biết chắc là cậu còn thở. Hồng cúi xuống đặt nhẹ một nụ hôn lên trán cậu và chạy về phía biển. Em nhảy xuống nước và biến trở thành con cá vẫy hồng lấp loáng trong trăng nước. Từ đó thỉnh thoảng Hồng lại lên bờ, khi thì ở Mã Lai, khi thì ở Thái Lan, khi thì ở Nam Dương, hoặc để đưa người được cứu lên bãi, hoặc để trà trộn trong đám người tị nạn mà dò hỏi sự tình. Ai cũng tưởng Hồng là người con gái một gia đình tị nạn đang được tạm cư tại đó trong khi chờ đợi được định cư ở một nước thứ ba. Tuy nhiên, Hồng chỉ trà trộn với những tị nạn một buổi sáng hoặc một buổi chiều. Thời gian còn lại, Hồng phải đi cứu người dưới biển. Hồng chỉ ăn toàn rong biển. Nhưng em rất mạnh, em bơi suốt ngày không mỏi và có thể đỡ một người trên lưng mà lội xa độ 15 hải lý. Hôm bọn cướp biển quấy phá chiếc ghe của Đào, Hồng được chứng kiến cảnh tượng kinh khiếp trên ghe. Đó là một nơi chỉ cách chỗ ghe của má Hồng bị chìm chưa từng 2 dặm. Khi Đào bị hất xuống biển, Hồng vội đưa lưng đỡ ngay lấy Đào và đưa Đào tấp vào một cù lao không tên gần đó. Cù lao này chỉ cách cù lao quái khoảng 20 dặm. Đưa Đào lên bờ cát sông, Hồng lội trở ra thì thấy ghe hải tặc đã đi rồi và gió đông bắc đang đưa chiếc ghe của Đạt về hướng Trengganu. Hồng nghĩ nếu may mắn thì trong 2 ngày đêm ghe của Đạt sẽ trôi tới vùng có nhiều ghe đánh cá của những ngư thôn miền Bắc Kuala Trengganu và sẽ được một trong những ghe này kéo vào bờ biển Nam Thái như Panasi, Patani, Songkhla hay Bắc Mã như Kota Baru hay Trengganu. Sáng hôm sau, Hồng gặp một chiếc ghe hư máy, trên đó có 84 người tị nạn, hết lương thực và nước uống. Hồng theo bảo vệ ghe này và chứng kiến cảnh chiếc tàu đang mặt đi quanh ghe 3 lần nhưng không chịu vớt người lên ghe mà chỉ thả xuống 2 thùng nước uống và 10 thùng bánh khô. Hồng đỡ 1 trong 3 thùng rớt xuống biển đem về để trên bờ cát nơi Đào còn thiêm thiếp và trở lại biển. Hồng lội suốt ngày ấy nhưng không cứu thêm được ai. Chiều hôm đó em chỉ mang được về đảo một bọc áo quần mà em thấy nổi lình bình bên cạnh ván thuyền của một chiếc ghe tị nạn nào đã vỡ chìm vì sóng đánh.
Em về tới đảo thì thấy đảo còn ngủ thiếp mê mệt. Em mở bọc áo quần vắt cho khô một bộ rồi treo lên một cành cây cho khô. Trăng vừa lên, dưới ánh trăng sáng tỏ, em ngồi bên cạnh đào. Em vừa đặt tay lên trán đào để xem đào có bị sốt không thì đào tỉnh dậy. Đào bóp chặt cánh tay trái của Hồng trong hai bàn tay cô để kiểm soát lại xem cô bé trước mặt đào có đúng là một cô bé bằng xương bằng thịt không. Hai mắt Hồng long lanh nhìn đào, vừa ngây thơ vừa hơi có vẻ cười cợt. Đào ôm chầm lấy Hồng và nói: màu nhiệm quá, màu nhiệm quá. Sự thật trước mắt đào thật khó tin, nhưng cô không thể không tin vì đó là đúng sự thật. Có lẽ sự thật đó màu nhiệm quá cho nên có vẻ khó tin. Như đoán hiểu được ý đào, Hồng vừa cười vừa nói: giả sử mai mốt chỉ có được tới bờ bên kia và gặp lại anh Đạt thì chị có cho đó là một điều màu nhiệm không? Và chị có tin đó là một sự thật hay không? Đào như người tỉnh mộng, bé Hồng vừa mở cho cô thấy một thế giới màu nhiệm mới lạ. Bây giờ nếu được gặp lại anh Đạt, được cầm lấy tay anh Đạt thì đối với cô đó là một điều màu nhiệm lạ lùng. Và cô cũng khó tin đó là sự thật. Có lẽ khi gặp Đạt, cô cũng sẽ ôm chầm lấy Đạt và kêu lên: màu nhiệm quá, màu nhiệm quá. Giống hệt như cô vừa ôm lấy Hồng vừa kêu lên những tiếng đó. Mấy hôm qua đây, cô gặp được một cây ổi trên hoang đảo và cô cũng thấy đó cũng là một điều màu nhiệm. Tất cả những điều màu nhiệm đều có vẻ không phải là tưởng thực, nhưng chính những điều đó đã khiến cô thấy thế giới hiện hữu có một cách hiện thực hơn. Hôm qua, nhìn thấy cái ổi, cô thấy hòn đảo hoang trở thành rất thật và cô nhận thấy ngay được vị trí của cô trong thời gian và không gian quen thuộc. Hồng vừa mở mắt cho cô. Đào đã từng được Đạt ôm vào trong hai cánh tay chàng và đã từng ngồi với chàng hàng giờ này sang giờ khác, nhưng chưa bao giờ Đào nhìn Đạt như một sự thật màu nhiệm. Đào đã tưởng rằng mọi hiện tượng trên đời như mặt trời, đám mây, cây ổi, mẹ cô, em cô cũng như Đạt đều là những hiện tượng tất nhiên phải có, đã có, đang có. Cô chưa từng thấy những thứ màu nhiệm. Bây giờ đây, cô mới nhận ra rằng không có hiện tượng nào trên đời này là tầm thường và tất nhiên hết. Tất cả đều là màu nhiệm, là quý hóa, là khó tin rằng có thật. Cô cũng như cô bé áo hồng đang ngồi trước mặt cô đây. Đào hỏi Hồng về chiếc ghe của Đạt. Hồng kể cho Đào nghe là hôm qua em đã lội theo chiếc ghe đó cho tới khi ghe được một ngư thuyền Mã Lai kéo vào gần Ula Mi Đông ở ngoài khơi thị xã Kuala Terengganu. Hồng đã lên đảo, đã chứng kiến cảnh Đạt và những người trên ghe được đưa lên trại tị nạn và do đó biết được đích xác tin tức về sức khỏe của Đạt. Hồng kể cho Đào nghe một vạn chuyện thương tâm mà Hồng đã từng chứng kiến dưới đáy biển. Hồng kể cho Đào nghe một công việc hàng ngày của Hồng. Hồng cho Đào biết rằng thỉnh thoảng Hồng có thấy những ghe tị nạn đi theo con đường từ Cù Lao Quái đến Cù Lao Chàm. Hồng tin tưởng rằng thế nào cũng sẽ có chiếc ghe sẽ đi qua hòn đảo hoang này và Đào có thể xin qua gia để đi qua bờ bên kia với họ. Trước khi đi ngủ, Hồng lại hứa là sáng sớm mai Hồng sẽ thức Đào dậy sáng sớm để Đào có thể chứng kiến được cảnh Hồng đi xuống nước. Kính thưa quý thính giả, đến đây Đất Việt TV xin chân thành cảm ơn quý thính giả đang quan tâm theo dõi. Và hẹn gặp lại quý thính giả phần 3 của Thuyền Nhân Tị Nạn Gặp Hải Tặc và Cá Hồng Giữa Đại Dương tiếp theo. Xin trân trọng kính chào.